Tối nay đại chúng có khỏe không? Trước khi mình bước sang phẩm thứ hai đó, thì mình nhắc lại là phẩm đầu tiên là phẩm tựa, tức là phẩm giới thiệu. Giới thiệu những người có mặt ở trong pháp hội nói kinh này. Đồng thời là Đức Phật giới thiệu những gì mà Phật sắp sửa nói. Thì qua đến cái phẩm thứ hai có tên là Thọ Lượng của Như Lai. Chữ thọ đó là tuổi thọ. Chữ lượng là số lượng. Tức là số lượng, cái số tuổi của một vị Như Lai. Thì thường thường khi mình nghe nói tới cái thọ lượng của Như Lai á, thì mình hiểu đơn giản là cái tuổi thọ của một bậc Như Lai thì không có ngần mé, không thể tính đếm được. Tại vì nó vượt không gian, nó vượt thời gian. Vì ở đây nói về một vị Như Lai là nói về pháp thân. Còn thí dụ như hiện tại con người mình á, cái tuổi thọ mình nó có số lượng không? Có, về maximum là 100. Đó là mình nói là người nào mà hiếm hơn trăm, thấy không? Rồi một người nào mà hơn được trăm là càng hiếm nữa. Và đa phần là cái tuổi thọ của mình ít. Vì sao? Vì cái gì mà nó có, cái gì mà nó có hình tướng thì cái đó nó chỉ là một khoảng thời gian thôi, không có lâu. Ví dụ như là một cái tủ lạnh, một cái tivi, tuổi thọ của nó bây giờ là 5 năm. Mua tivi họ đã bắt mình phải đóng tiền vài chục đồng, mai mốt bỏ rác. Tất cả đều có cái hạn lượng của nó hết. Thì khi mà nói đến tuổi thọ của một Đức Phật lịch sử thì có cái số lượng tuổi tác. Thí dụ như người ta hỏi mình đó, anh có thể nói cho tôi nghe lịch sử Đức Phật không? Thì mình hỏi người ta muốn hỏi Đức Phật nào? Đức Phật lịch sử hay là Đức Phật của thể tánh? Đức Phật lịch sử nghĩa là cách đây 2600 mấy năm đó, có một người tên là Tất Đạt Đa có mặt ở thế gian này, rồi có gia đình, rồi đi tu, rồi thành đạo, rồi mở ra một cái đạo giáo tại Ấn Độ. Đó là Đức Phật lịch sử. Thì Đức Phật đó có lịch sử. Nhưng mà một Đức Phật của thể tánh, tức là cái tánh giác ngộ, không có lịch sử. Tại vì cái đó không thể, không có hình tướng. Đó là sự giác ngộ của tự tâm. Đó là trí tuệ, là giác ngộ. Mà cái giác ngộ đó không có hạn lượng. Ở trong Kinh Pháp Hoa cũng có một phẩm, phải không? Như Lai Thọ Lượng. Tuổi thọ của Như Lai thì vượt không gian, vượt thời gian. Tại ở đây đơn giản là thọ lượng của Như Lai. Cái gì mà có cái, thí dụ như chiếc lá này nè, hiện tượng là nó có mọc từ một cái lá non, rồi nó sinh ra thành lá già, rồi từ từ nó lá vàng, nó rụng. Đó là hiện tượng trên thế gian này. Con người mình cũng vậy. Từ một cái trứng rất nhỏ trong bụng của mẹ, rồi sau 9 tháng cho mình thành một đứa nhỏ, và có một cái hiện tượng là mình sinh ra đời. Đó là bình thường ha. Rồi cũng có những trường hợp là những người ta sinh ra không được thì người ta phải mổ. Đó, rồi sinh ra rồi cái bắt đầu mẹ mình phải nuôi nấng mình từ miếng sữa, miếng cơm, thì từ 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 mình lớn lên. Rồi lớn lên cái bắt đầu mình già, cái mình chết. Đó là hiện tượng. Ở một cái nhà từ một miếng đất trống, rồi người ta đào đất, người ta làm đủ thứ để nó sinh một cái nhà đó lên. Rồi bắt đầu từ một cái nhà mới toanh, mình kêu là nhà brand new, nhà mới. Rồi bắt đầu mình vô mình ở từ một cái nhà, rồi từ từ nó cũ, nó mục, nó hư, nó sập, vân vân. Thì tất cả những cái đó là hiện tượng. Thì cái bản thể là gì? Không có sinh, không diệt gì hết. Tại vì từ gỗ mình biêu nó lên, mình xây nó lên, rồi thì nó sẽ trở về cái bình thường của nó. Chiếc lá này nè, hiện tượng là thấy có xanh, có vàng, có rụng.
À, bản thể của nó là nó chỉ nó rơi xuống đất rồi nó thành, nó mục ra, nó thành phân bón cho những cái cây khác tiếp tục. Rồi mình thấy nó là trụi, giống như bây giờ mình thấy những cây ngoài đường trụi hết đó. Mình tưởng cây nó chết, nhưng mà năm sau trời ấm thì nó lại có lá, có cây, nó sống lại. Cho nên hiện tượng thì có xanh, có rụng vậy đó, nhưng mà bản thể thì nó không xanh không rụng gì cả, nó chỉ là biểu lộ như vậy thôi. Thì nhà Phật gọi là thị hiện, là biểu hiện. Bây giờ mình đi vào trong cái phẩm kinh ha. Ở thành Vương Xá có Đại Bồ Tát tên là Diệu Tràng, đã từng phụng sự cung kính cúng dường trồng các cõi lành từ nơi Vô Lượng Câu Chi do tha trăm nghìn Đức Phật. Có một vị Bồ Tát tên là Diệu Tràng, và ở một cái bản dịch khác á, như là Ngài Đàm Vô Sấm thì Ngài không dịch là Diệu Tràng mà Ngài dịch là Tính Tướng. Cho nên hai vị này là một thôi. À, có khi dịch là Diệu Tràng, có khi dịch là Tính Tướng. Thì vị Bồ Tát này đã từng phụng sự cung kính cúng dường trồng các cõi lành từ nơi Vô Lượng Câu Chi do tha trăm nghìn Đức Phật. À, Câu Chi tức là nó có ba thuyết đó, 10.000 hay là 100.000 vậy đó. Do tha là nghìn ức, đây là một con số của Ấn Độ để chỉ cho một cái số rất là nhiều. À, Câu Chi do tha, có khi chữ do tha là mình đọc gọn, đọc đúng là na do tha. À, na do tha là tiếng Phạn, nghĩa là trăm nghìn ức. Ức tức là 100.000, 100.000, 100.000 như vậy đó. À, do 100.000 Đức Phật Bồ Tát an trú một mình nơi vắng và suy nghĩ rằng, bây giờ Bồ Tát này an trú ở nơi tĩnh lặng và suy nghĩ, vì sao thọ mạng của Đức Thích Ca ngắn ngủi như thế, chỉ 80 năm, phải không? Lịch sử Đức Phật là mình ai cũng biết hết, Đức Phật sống có 80 năm thôi. Thì Ngài Bồ Tát Tính Tướng hay là Diệu Tràng này có một cái câu hỏi như vậy: tại sao tuổi thọ của Đức Thích Ca ngắn như vậy, chỉ có 80 năm? Trong khi đó thì Ngài nói, Ngài đã nói rằng có hai nguyên nhân mà được trường thọ. Một là không sát sinh và thường bố thí thức ăn uống. Đức Phật dạy trong kinh đó, có hai cái nhân nếu mình muốn sống trường thọ đó. Một là mình phải không sát sinh. Hai á là mình thường bố thí thức ăn cho người ta. Cho nên đừng có bây giờ mình ăn chay rồi là tránh được cái không sát sinh rồi. Nhưng mà cái vụ bố thí thức ăn này đôi khi mình hơi bỏng sẻn. À, cho nên phải tập. Mình phải tập cái hạnh á, là người ta ăn là mình có cái phước. Mà nói cho cùng đâu phải của mình, phải không? Của bá tánh mà. Thì người ta cúng cho mình thì mình phụng sự lại cho nhiều người đó. Cho nên đó, được cái cơ hội mà bố thí cho người khác những thức ăn. Cái chữ bố thí không phải là tại mình đợi ai nghèo đói gì, không phải. Mà mình phải làm sao bất cứ ai đến có cơ hội gặp mình, mà mình có cơ hội cúng dường thức ăn cho người ta đó, mình đều nên dùng, mình nên làm cái thực hiện cái hạnh nguyện đó. Và ở đây Pháp Hòa hay nhắc trong chùa, lúc nào cũng có ai tới Pháp Hòa cũng hỏi ở đâu. Vì mình biết người ta ở xa là nhất định mình phải hỏi người ta có ăn cơm chưa. Thí dụ như Calgary ta lên đi, ta đi từ 9 giờ sáng ta lên tới 3 tiếng tới trưa, tấp vô chùa thắp nhang lễ Phật, có thể người ta đã ăn rồi, nhưng mình nên hỏi. Lỡ người ta ý y, ta nói chắc lên chùa được ăn miếng cơm chay. Tại vì người ta đâu có phải, người ta không có khả năng ăn ngồi ngoài. Nhưng mà cái quan niệm là người ta thích lên chùa ăn miếng cơm chay. Cho nên ngày mai rằm tháng 10 có mấy Phật tử phát tâm nấu thức ăn cúng dường đại chúng. Nấu rất ngon, đồ ăn phong phú. Cho nên mai nhớ đi chùa. Mai nhớ đi chùa ở lại ăn cơm. Nếu người ta phát tâm người ta làm, mà nếu mình không đến mình ủng hộ, người ta buồn lắm. Ta nghĩ là ngày mai sẽ đông, người ta làm nhiều lắm đó. Cho nên ngày mai nhớ rủ bà con cô bác tới.
Tại vì lâu quá rồi, từ hôm dịch tới giờ mình không có ăn cơm như thường nhật thì người ta không quen, thành thức thói quen mấy năm rồi không có ăn cơm ở trong chùa. Hôm trước Pháp Hòa có hỏi sư cô Thanh Hương là mình có nên trở lại cái chuyện là Pháp Hòa thì muốn như vậy nhưng mà mình không có người phụ, cho nên cái chuyện đó mình chưa làm được. Chứ Pháp Hòa rất muốn là mỗi chủ nhật mình nấu thức ăn, mình cúng dường cho đại chúng. Nhưng mà rất tiếc là mình không có người phụ. Cho nên mấy chị em họp lại coi mình có thể mình phát tâm mình làm được cái việc đó. Và đó là cái phước của mình. Chùa thì thức ăn linh láng mà không có người nấu, rất là tiếc. Cho nên Pháp Hòa muốn cái việc mình trở lại, bây giờ mọi việc nó đã yên ổn rồi, thì mình nên nấu thức ăn cho ngày Chủ nhật, cho đại chúng về trước lễ Phật, tụng kinh nghe Pháp, rồi ở lại dùng miếng cơm chay. Thì vị nào mà mình không biết làm nhưng mình có lòng mình tới mình phụ, lâu ngày mình cũng thuần thục. Mình nhút nhát thì mình không bao giờ mình tiến bộ được. Mình mạnh dạn, ai nói tôi biết nấu, làm gì cũng biết nấu, nuôi con 30 tuổi không biết nấu cơm là sao, biết nấu chứ. Nhưng mà tại mình chưa nấu được số nhiều, tập riết rồi nó sẽ quen. Có lòng thì cái gì cũng xong hết. Quan trọng là mình có tâm, có lòng mình muốn làm không, và mình sắp xếp được thời gian không. Vậy là sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa vậy đó. Pháp Hòa có nói cái chuyện này từ hôm, thật ra là Pháp Hòa muốn đầu tháng 10 vừa rồi đó, nhân khóa tu mùa thu vừa rồi là trở lại cái chuyện mình làm cơm mỗi Chủ nhật. Nhưng mà sư cô nói hỏi ai cũng lắc đầu hết, nghe buồn thúi ruột. Mình chưa có phát tâm dũng mãnh. Cho nên cái tổ Đức Phật dạy á, nguyên nhân mà được trường thọ là không sát sinh và thường bố thí thức ăn, thức uống. Mà Đức Thích Ca từ trong vô lượng trăm nghìn vạn ức vô số đại kiếp ở đời quá khứ không hại sinh mạng, thực hành mười thiện, ban phát thức ăn, thức uống cho các chúng sanh đói khát. Trong kinh nói Đức Phật của mình từ vô lượng trăm nghìn vạn ức vô số đại kiếp, Ngài đã từng làm cái chuyện là không sát hại sinh mạng. Chẳng những vậy mà còn thực hành 10 cái điều thiện, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, ba nghiệp của thân, không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời dụ dỗ, đó là bốn nghiệp của miệng, không tham, không sân, không si, ba nghiệp của ý. Ngài thực hiện 10 cái điều thiện như vậy, rồi ban phát thức ăn, thức uống cho các chúng sanh đói khát, thậm chí ban cho chúng sanh máu thịt, xương tủy của mình, mong họ no đủ. Quý vị nhớ hôm trước mình học kinh Phương Tiện Phật Báo Ân, kể câu chuyện mà Đức Phật làm con cọp mà cứu đói đó. Nghĩa là thấy con cọp nó chết đói đó. Ngài từ ở trên cao, Ngài đứng gần đó, nhảy từ trên cao xuống cho mình chết, để rồi cho con cọp nó ăn. Bây giờ con cọp nó đói quá, nó tới gần không có được, để nó ăn cái thay cái xác chết đó. Ngài mới chích máu cho máu nó chảy về cái chỗ đó, để cho con cọp nó uống cái máu đó, để nó đủ sức để nó ngồi dậy nó ăn cái thân đó. Đó là mình nói cái chuyện là bố thí mà đến, nghĩa là đến tận cùng. Cái đó là cái hình ảnh của chuyện bố thí tận cùng. Bồ Tát nghĩ về Phật như thế, nhờ oai lực Phật, ngôi thất bỗng nhiên rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, trang nghiêm, lưu ly đế thanh. Đế thanh tức là màu, một màu xanh của ngọc báo đó. Các báo vật khác tơ lụa nhiều màu, trang hoàng rực rỡ, giống như tịnh độ của các Đức Phật. Bây giờ Bồ Tát dịu tràng suy nghĩ, Đức Phật Thích Ca tại sao lại có tuổi thọ ngắn, trong khi đó Ngài dạy rằng nếu người nào thường bố thí thức ăn thức uống và không sát hại sinh mạng thì có tuổi thọ, mà Ngài thì đã làm cái chuyện đó trong nhiều đời nhiều kiếp, mà tại sao bây giờ tuổi thọ Ngài vẫn ngắn như vậy. Nghĩ như vậy xong thì nhờ oai lực của Phật. Nhờ oai lực cái gì đó, nhờ cái tâm, nhờ cái thiện lành, nhờ cái phước lành, cái phước duyên đó,
ngài được cái sự hóa độ, cái sự nhắc, cái sự trả lời. Lại có hương thơm tuyệt diệu hơn cả hương thơm cõi trời lan tỏa khắp thất. Thất tức là cái phòng nhỏ của ngài đó. Bốn phía đều có tòa sư tử. Tòa sư tử tức là cái ngôi, cái pháp tòa mà Phật ngồi. Thật ra thì cũng là bình thường thôi, nhưng mà cái chỗ đó Phật ngồi để mà nói pháp. Và dù cái chỗ đó đơn giản nhưng mà nó có khả năng làm rúng động, rúng động mọi cái si mê lầm lạc để cho con người tỉnh ngộ, thì cái đó là pháp tòa. Pháp Hòa ví dụ như Pháp Hòa ngồi dưới đất vậy nè, ngồi dưới đất vậy đó. Nhưng mà nếu như mà mình hỏi chỗ này là chỗ gì, dạ đây là pháp tòa. Pháp tòa là gì? Cái tòa để ngồi nói pháp thôi. Chỗ nào mà mình ngồi mình nói pháp thì chỗ đó là pháp tòa. Nhưng mà đối với cái tòa của Phật thì gọi là sư tử tòa, hay là tòa sư tử. Là vì sao? Tại vì cái pháp âm của Phật, cái lời dạy của Phật, cái lời dạy của Phật có khả năng rúng động, làm cho mọi vô minh, si mê, phiền não tan biến. Cho nên bốn phía đều có tòa sư tử. Sư tử, tòa sư tử quý do bốn vật báo kết hợp tạo thành, lại được phủ bằng vải báo thanh tịnh, có hoa sen đẹp, trân bảo trang trí, tương xứng với thân Đức Phật Như Lai tự nhiên xuất hiện. Ngài nói như vậy xong thì tự nhiên xuất hiện một cái hình ảnh như vậy đó. Trên hoa sen có bốn Đức Phật. Trên cái tòa đó, trên hoa sen đó có bốn Đức Phật ở bốn phương đến. Đức Phật bất động Như Lai ngự ở phương Đông, bảo tướng Như Lai ngự tại phương Nam, vô lượng thọ Phật ngự ở phương Tây, thiên cổ âm Phật ngự ở phương Bắc. Đó, bốn Đức Phật. Cái điều này nói lên cái gì? Khi mà mình có một cái nghi, mà một cái nghi nó thánh thiện, nó muốn cho mình được cởi mở, được giải tỏa, thì mình được cái duyên lành, mình được giải tỏa. Cái điều này Pháp Hòa ví dụ, có nhiều Phật tử kể Hòa nghe, họ đang khổ đau bế tắc vậy đó, tự nhiên tình cờ bấm đúng cái bài giảng đó, rồi nghe xong rồi là cởi mở ra được. Đang thắc mắc cái chuyện đó, tự nhiên bấm cái bài giảng thầy cũng giảng nó trơn cho cái chuyện đó. Giống như vừa rồi có một Phật tử ở đây trong cái buổi giảng mình này, trong cái khóa tu mùa thu vừa rồi, cô nói là con viết một cái danh sách những gì con định hỏi, nhưng mà không ngờ trong mấy cái bài giảng lần lượt thầy giải thích hết, cho nên thôi con khỏi hỏi nữa. Đó. Thế là tại sao? Tại vì nó có hai loại nghi. Thí dụ mình không tin người đó, mình không tin người đó, mình nghi, thì cái này là nghi ngờ. Còn trong chữ nghi này đó, nó có trường hợp thứ hai là không hiểu, không biết, nghi. Mình không hiểu, mình muốn hiểu. Thí dụ như mình rất là tha thiết muốn hiểu tại sao các tượng Phật hay để ngồi trên hoa sen, ví dụ vậy đó. Mình rất là tha thiết muốn hiểu tại sao khi cắm hương mình cắm ba cây, thì cái đó cũng là một cái nghi. Nhưng mà cái nghi không phải là mình không tin mà nghi, mà là mình rất muốn biết cái chuyện đó. Thì Bồ Tát tính tướng này, Bồ Tát diệu tràng này có cái suy nghĩ như vậy. Tại sao Đức Phật Thích Ca có tuổi thọ ngắn như vậy, trong khi đó mình thấy cái hạnh lành của Ngài làm không sát sinh mà bố thí thức ăn, mà tại sao tuổi thọ Ngài vẫn ngắn? Thì không phải là không tin mà không hiểu, tức là Ngài cũng nghĩ rằng nó phải có cái chuyện gì đây. Cũng giống như trong kinh Pháp Hoa vậy, thấy có những cái điềm lành xuất hiện thì các vị sinh cái tâm muốn biết. Ngài Di Lặc hay là Ngài Văn Thù Sư Lợi dò xét tâm ý đại chúng, biết được trong tâm ý đại chúng muốn biết cái chuyện đó, cho nên Ngài đại diện Ngài hỏi. Thì ở đây cũng vậy, khi Ngài khởi cái tâm như vậy thì cái tâm Ngài giao cảm với Phật, cho nên gọi là nhờ oai lực của Phật. Nhờ oai lực của Phật, Ngài nghĩ về Phật,
Cho nên nương về Phật. Rồi nương được cái oai lực của Phật thì được cái sự trả lời một cách rất mầu nhiệm. Đó là có sự xuất hiện của bốn đức Phật ở bốn phương. Phương Đông có Phật A Xúc, gọi là Phật bất động. Phương Nam có Phật Bảo Tướng. Phương Tây có Phật Vô Lượng Thọ. Và phương Bắc có Phật Thiên Cổ Âm. Ngự ở bốn phương như vậy. Bốn đức Phật đều ngồi kiết già trên tòa của mình, phóng luồng ánh sáng rực rỡ chiếu soi khắp thành xã vệ, đến cả tam thiên đại thiên thế giới và hằng hà xa cõi Phật mười phương, lại có hoa trời tươi đẹp tuôn khắp, nhạc trời reo vang. Đây là cái hình ảnh biểu tượng cho khi cái tâm của mình khởi cái tâm thánh thiện, mình muốn biết những điều trong giáo pháp, thì tự nhiên nó có những cái chuyện, nó có những cái hiện tượng nó xuất hiện. Và như mình muốn biết, chẳng hạn như mình ham thích một quyển kinh nữa, tự nhiên ai đâu đó tới tặng cho mình quyển kinh. Thật ra mình giao cảm, cái tâm mình nó giao cảm. Bây giờ chúng sinh cõi Diêm Phù. Cõi Diêm Phù là cõi ở đâu? Cõi của mình đó. Tại vì theo quan niệm xưa đó là trong cái thế giới mình ở giữa có một cái núi Tu Di, và bốn phía là bốn châu. Và cái châu của mình, châu con người mình đó, nó có xuất hiện một cái loại cây. Nó cây này nhiều nhất, cho nên lấy cái cây này để gọi cái xứ này. Cây này là cây Diêm Phù, Jumba. Cái cây này ở bên Ấn Độ nhiều lắm à, thì để chỉ cho cái cõi của chúng sanh này. Còn lâu lâu mình sẽ thấy là Diêm Phù Đề. Chữ đề đó là gì? Đề đó là châu. Nếu mà nói rằng đã nói là cõi thì không cần chữ châu nữa, cõi Diêm Phù được rồi. Còn không thì nói là ở Diêm Phù Đề, tức là chữ đề đó, cái nghĩa của nó là vậy rồi đó. Cũng giống như mình thí dụ nói Trúc Lâm Tự thì nói là tôi đi Trúc Lâm Tự. Tự tự đó là chùa rồi. Còn nếu mình nói là tôi đi chùa Trúc Lâm Tự, tức là mình dư chữ. Hiểu ý không? Dư chữ chùa Trúc Lâm. Còn không thì Trúc Lâm Tự. Vậy đó. Thí dụ như Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm là tên của ngôi chùa, Tự là chùa, chùa Thiếu Lâm. Còn mình nói hôm nay tôi đi chùa Thiếu Lâm Tự là mình dư. Bây giờ chúng sanh ở cõi Diêm Phù và cả tam thiên đại thiên thế giới nhờ oai lực Phật nên đều nhận được niềm vui tuyệt diệu. Không còn ai phải chịu sự thiếu thốn. Trong đó những ai thiếu khuyết chi phần thì lại được đầy đủ. Những ai người mù được sáng, người điếc tai thông, người câm nói được, người ngu trí tỏ, người điên tâm an, người thiếu quần áo thì có áo quần, người kém hèn lại được kính trọng, thân thể hôi dơ trở lại sạch sẽ. Những việc lợi ích chưa từng có được ở thế gian này lần lượt xuất hiện đầy đủ không thiếu. Đây là một cái hình ảnh, chỉ là một cái biểu tượng à, tức là nói rằng á, khi mà mình nghe được một cái giáo pháp á, thì cái lời, cái bài pháp đó, đó nó giải tỏa cho từng cái thiếu thốn của chúng sanh. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ giờ ngồi trong đại chúng này á, có người đang khổ về con, thiếu thốn tình thương của con. Có người tin thiếu thốn tình thương của chồng vợ. Có người thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Có người thiếu thốn tình thương này, sự hiểu lầm, sự không hiểu kia. Thì nghe cái bài pháp đó thì ai khổ chỗ nào á thì nó được bồi đắp chỗ đó. Cho nên đây nói khi mà nghe cái pháp rồi thì như người mù được sáng, người điếc được nghe vậy đó à, người câm được nói, người thiếu áo quần được áo quần. Bồ Tát Diệu Tràng thấy bốn đức Phật và việc hiếm có, vô cùng vui vẻ chiêm ngưỡng tôn dung tuyệt mỹ của Phật. Bồ Tát lại nghĩ Thích Ca Như Lai vô lượng công đức không phải nghi ngờ, chỉ vì thọ mạng của Ngài quá ngắn nên lòng nghi rằng tại sao công đức của Phật vô lượng mà thọ mạng Ngài lại quá ngắn ngủi, chỉ 80 năm. Bồ Tát nghĩ
Nghĩa là cái chuyện, cái công đức của Phật Thích Ca đó không có gì nghi ngờ nữa hết đó. Nhưng mà có một cái điều nghi là tại sao mà Ngài chỉ sống được có 80 năm mà. Bốn đức Như Lai bảo diệu tràng rằng: hiền giả. Hiền giả là gì? Nó có hai cái cách suy nghĩ, hai cách giải thích. Thí dụ một cái người nào họ đang tu thiện nhưng mà chưa đoạn trừ các phiền não cũng là hiền giả. Chẳng hạn như mình đây, mình tu, mình đang trên đường tu thiện thôi chứ mình chưa hoàn thiện. Mình đang tu thiện thôi, chưa hoàn toàn thiện và chưa trừ được hết tất cả phiền não, nhưng so ra thì mình hiền hơn xưa nhiều rồi đó. Hồi xưa mà ai đọc tới mình là biết tai phải không, bây giờ mới biết chân thôi. Thì là mình hiền giả. Nhưng mà nó cũng có một cái nghĩa khác á, là những bậc có tuệ, có giác, có chứng. Nhưng mà trong trường hợp này là gì? Các vị Bồ Tát gọi Bồ Tát Đức Phật, bốn Đức Phật bảo gọi Ngài Diệu Tràng Bồ Tát hiền giả. Nghĩa là vị này, thí dụ như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên đó, trong kinh thỉnh thoảng gọi là hiền giả. Đây là những vị đã đoạn trừ được phiền não, có cái phần tu chứng. Hiền giả, Diệu Tràng, ông chẳng nên nghĩ và cho thọ mạng Như Lai ngắn ngủi. Vì sao như thế? Vì chẳng một ai trong cõi người, Phạm Thiên Ma Vương, Sa Môn, Phạm Chí Phi Nhân vân vân mà tính biết được thọ mạng Như Lai, chỉ trừ bậc vô thượng chánh biến tri. Tức là ông đừng có nghi ngờ. Vì sao vậy? Chẳng phải không phải ông không đâu, mà ngay cả những người ở trong cõi xa, những người như là Sa Môn, Thiên Ma Vương, Phạm Chí Phi Nhân vân vân, không ai tính được biết được thọ mạng của Như Lai. Chỉ một người thôi, đó là vô cái vị mà thành Phật, cái vị giác ngộ đó, vô thượng chánh biến tri. Bốn đức Như Lai sắp nói thọ lượng của đức Thích, của Phật Thích Ca. Do oai lực Phật nên các vị trời cõi dục cõi sắc, các vị Long Vương, Càn Thác Bà, thần A Tu La, loài Yết Lộ Trà. Yết Lộ Trà tức là Garuda đó, Ca Lầu La đó, loài Khẩn Na La hay là Ma Hầu La Già, đây là phiên âm từ chữ Phạn là Ma Hô Lạc Già, cùng với vô lượng trăm nghìn vạn ức Na Do Tha Bồ Tát đều nhóm họp tại ngôi thất tịnh diệu của Ngài Diệu Tràng. Bây giờ bốn đức Như Lai ở trước đại chúng dùng kệ trình bày vô lượng, trình bày thọ lượng của đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Có thể tính biết được số giọt nước biển lớn, nhưng sẽ không thể nào biết thọ lượng Thích Ca. Mình có thể biết được số lượng nước ở trong biển mà đếm giọt nha. Nước ở trong biển làm sao đếm? Vậy mà cho dù mình có lấy nước đó ra, mình đếm từng giọt, đếm hết được cũng không nói được thọ lượng của Như Lai. Dù biết số hạt cát từ diệu cao phân ra. Diệu cao là gì? Diệu cao là dịch từ cái chữ Tu Di, núi Tu Di. Dịch nghĩa là diệu cao. Có khi dịch là diệu phong, phong là cái đỉnh. Từ diệu cao phân ra nhưng không thể tính biết. Bây giờ lấy cái núi đó đó, nghiền nó ra, nghiền nó ra, đếm được từng cái hạt bụi trong cái núi đó, của cái núi đó, cũng không nói được, cũng không tính được tuổi thọ của Phật. Có thể tính biết được số hạt bụi đại địa nhưng không thể tính biết thọ lượng của Thích Ca. Đây là đưa ra những cái ví dụ để cho chúng ta biết rằng á, Như Lai là gì? Như Lai là một cái tuệ giác hay là một cái hạnh tu viên mãn bất động? Cái đời do tu mà có, không có ai sanh được hết á. Do mình có cái định lực tu hành cho nên mình được một cái trạng thái như như bất động, dù cuộc đời có chuyển biến, có đổi thay, lòng không có bị nó lay động. Người ta tới người ta dọa cũng không sợ, huống chi là những cái cảnh. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình đang ngồi ở đây á,
mà mình nghe cái rầm cái là tâm mình nó giật mình giải quay ra coi ai, hay là bên nào đó bên hông này làm cái ghế nó ngã cái cũng phải xây ra coi, hay là đang ngồi vậy mà tự nhiên cái chuông cứu hỏa mà nó ré lên là bắt đầu mình bấn loạn. Mình đang ngồi đây mà chiếc xe của mình đó, tự nhiên nó hú lên là mình giật mình, không biết ai đi ngang thử mở cửa hay sao mà nó hú. Tức là mình luôn luôn bị những cái cảnh duyên, đó là mình mới nói là những cái gì nó thuộc về mình đó, mình giật mình đó. Còn có những cái việc như là cái gì, thấy cái gì cũng bị lôi kéo hết. Thậm chí mình đi ngang thôi, thấy người ta làm cái gì đó nhìn giống giống của mình quá. Thậm chí mình đi ngang thấy người ta mang đôi giày giống của mình, mặc cái áo giống của mình là lỡ dạch dạch. Cái người mà không tế nhị còn hỏi coi có phải giày tôi không, còn người tế nhị thì để ý im lặng mà kiểm soát. Thì lúc nào mình cũng bị lôi cuốn, chứ còn Như Lai thì không bị mấy cái đó. Cho nên đây là một cái đức tánh, một cái sự tu hành mà có được chứ không phải tự nhiên. Vì vậy tuổi thọ của một vị này không thể tính được. Giả sử lường biết được giới hạn của hư không, hư không làm sao mà biết giới hạn, làm sao biết biên tế ngàn mé của hư không. Vậy mà giả sử có biết được nhưng không thể tính biết thọ lượng của Thích Ca. Nếu người sống ức kiếp dốc hết hằng tính toán cũng không thể biết được thọ lượng của Thế Tôn. Thế Tôn cũng là để chỉ cho Đức Phật. Thế gian tôn thờ cho nên gọi là Thế Tôn. Vậy thôi. Tại sao được thế gian tôn thờ? Tại vì Ngài đủ cả 10 hiệu, Ngài đủ cả 10 cái đức tính, là ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật. Đủ 10 cái đủ 10 cái hiệu đó, đủ 10 cái đức tính đó, đủ 10 cái bản chất đó. Thí dụ như mình không có thế gian giải. Mình cũng có giải, cũng có biết chứ, nhưng mà cái biết của mình đó, một là biết trật, hai là biết ít. Nhưng mà mình nghĩ như là mình cái gì cũng biết, còn Đức Phật là chánh biến tri nha. Cái biết của Đức Phật cùng khắp nhưng mà rất chánh đáng, rất chân chánh. Còn mình cái gì cũng biết mà biết trật lắc. Tại vì mình đoán mò, mình nhìn ta mình đoán thôi chứ biết gì. Hoặc là thậm chí mình nghe người khác nói lại mà mình không hề kiểm chứng lại cái việc đó. Cứ nghe một người nói rồi mình tin vào cái đó, mình đi loan truyền cái chuyện. Cho nên mình không có được chánh biến tri, nổi cái đó thôi. Chưa nói là thế gian giải. Chưa nói thế gian giải. Mình khổ một chút xíu thôi là bắt đầu la trời la đất lên. Trời ơi trời, tại sao cuộc đời tôi khổ như vậy? Tại sao tôi nghĩ lại, tôi từ nhỏ tới lớn tôi đâu có làm gì ác mà sao chuyện xui rủi nó cứ đến với tôi? Ví dụ vậy đó. Cái chuyện gì mình cũng, nghĩa là cái gì mà không bao giờ nghe mà mình khổ là mình rên nghe, mà mình trúng số ai biết hết á. Mình khổ một chút thì thế giới này biết hết à. Tại vì tức là bản chất của chúng sanh. Mình giàu không ai biết hết, mình nghèo cả thế gian biết. Chúng sanh là vậy. Cho nên mình không phải là một cái được thế gian tôn thờ. Còn người mà được thế gian tôn thờ lại có được những cái đặc biệt đó. Thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu. Mình cái người mà có khả năng, một đấng trượng phu có khả năng điều ngự và chế phục, cho nên gọi là điều ngự trượng phu. Do không hại sinh mạng và bố thí ẩm thực, cho nên Đức Thích Ca được thọ mạng dài lâu. Do đó khó tính biết thọ mạng bậc đại giác. Đại giác là gì? Đại giác là biểu tượng cho cái quả vị của Phật, sự giác ngộ trọn vẹn cao tột. Thọ mạng, thọ lượng của Như Lai như kiếp số vô biên, diệu tràng ông nên biết, chớ khởi tâm nghi hoặc. Như Lai thọ vô lượng, không ai tính biết được. Rồi bây giờ giải thích cho ông biết rồi đó. Ông yên tí đi, tôi bảo đảm với ông. Cái thọ mạng của Như Lai là vô cùng vô tận, vượt thời gian không gian. Bây giờ mới giải thích nè. Bồ Tát Diệu Tràng nghe bốn Đức Phật nói về thọ lượng
của Đức Thích Ca liền bạch Phật rằng: à, như thế tại sao Như Lai thị hiện thọ mạng ngắn ngủi? Ủa nếu mà Ngài vậy thì tại sao Ngài lại thọ mạng ngắn ngủi? Bồ Tát Diệu Tràng nghe bốn Đức Phật nói về thọ lượng của Đức Thích Ca liền bạch rằng: như thế tại sao Như Lai thị hiện thọ mạng ngắn ngủi? Bốn Đức Phật dạy: này thiện nam tử, Thích Ca Mâu Ni xuất hiện thế gian vào thời năm trượt, thọ mạng con người chỉ được 100 năm. Đây bây giờ Ngài, bây giờ bốn Đức Phật mới giải thích. Thường thường á, một cái điều gì nó muốn xác định nó là một sự thật không thể thay đổi á, thì người xưa hay dùng cái hình ảnh 4 phương, 6 phương hay 10 phương. Hồi nãy có ai tụng kinh Di Đà không? À, ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới, các vị đều dùng tướng lưỡi rộng dài của mình mà nói với thế gian rằng: này chúng sanh các cõi, này chúng sanh các cõi, các vị phải nên tin kinh này. À, kinh này là không thể nghĩ bàn, thí dụ vậy. Như vậy thật ra là 10 phương đó, nhưng mà có khi người ta lấy 4 phương làm chính, như trong kinh này xuất hiện 4 Phật. Có khi người ta lấy 6 phương như kinh Di Đà. Nhưng mà thật sự mà nói, nếu mà nói cho cùng, lấy cả 10 phương, nhưng mà 10 phương này từ 4 phương, 4 phương là chính. Để nói lên cái gì? Nói lên một sự thật. Không phải một phương, tại vì một phương là cái gì? Mình còn nhìn một phía thôi. Còn này 4 phía đều chung một cái ý đó. 4 phía đều từ một cái sự thật đó mà nói cho mình nghe. À, cho nên trong này nói 4 phương, 4 Đức Phật dạy: này thiện nam tử, Thích Ca Mâu Ni xuất hiện thế gian vào thời năm trượt. Năm trượt là gì? Năm trượt là gì? À, là năm cái cõi đời này nó được kết tụ bởi 5 thứ dơ bẩn. Thứ nhất là kiếp trượt, thứ hai là kiến trượt, thứ ba là phiền não trượt, thứ tư là chúng sanh trượt, thứ năm là mạng trượt. Mà cái đầu tiên nhất, chữ trượt là dơ đó, và cái đầu tiên nhất là cái cõi này là kiếp trượt. Cái kiếp này nó dơ. Mà bây giờ mình nhìn lại á, tất cả mọi cái trong cái sinh hoạt của con người, mình muốn được cái gì á, nó đều có những cái nhiễm ô trong đó. Chữ dơ này là nhiễm ô. Cái nhìn của mình nó cũng bị nhiễm ô, gọi là kiến trượt. Rồi cái sinh mạng của chúng ta đây gọi là mạng trượt. Cho nên cái cuộc sống này là năm trượt, thọ mạng con người chỉ được 100 năm. Phải không? Cõi đời này 100 năm thôi. Đây là mình nói maximum rồi đó. Còn những vị mà gọi là sống ngoài 100 năm thì thôi, cái đó lâu lâu mới có 1 lần. Còn những vị đó là thôi đặc biệt lắm. Còn bình thường con người mình là 100 năm mà được mấy người? Được mấy người 100 năm đâu. Ở trên núi có cây 1000 tuổi, dưới trần này mấy tụ mấy người được 100 năm? Thiên niên tự hữu gì? Sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Ở trên núi cao tự có cái cây 1000 tuổi, sơn trung tự hữu thiên niên thọ, có cây 1000 tuổi đó. Thiên niên sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng, ở trên cõi đời này khó gặp lắm, khó gặp lắm. Bá tuế nhân, người sống tới 100 tuổi. Rồi thôi bây giờ cho là 100 đi. Thọ mạng có người chỉ được 100 năm. Thiên tư kém cỏi. Thiên tư là gì? Thiên tư là cái bẩm tính. À, cái bẩm tính, cái bản tánh mình sanh ra đó là kém cỏi. Căn lành thì nhẹ mỏng.
căn lành tức là cái mình có được cái gốc rễ của thiện lành mỏng manh lắm. Bằng chứng nào mà nói như vậy? Bằng chứng là học kinh hoài không thuộc, nghe pháp nhiều chữ nhớ chữ quên, còn ai chửi mình một câu nhớ suốt đời và rất tự hào. Tôi để bụng suốt đời, tôi không quên đâu. Phải không? Đó, cho mình biết là căn lành mình nó tới đâu rồi. Cái điều gì thiện lành á, mình nghe thì hay đó mà không nhớ. Có nhiều khi mình nghe trong kinh hay quý thầy giảng có nhiều câu hay lắm, trời, lấy giấy rồi ghi chép rồi làm khủng khiếp lắm, thấy không? Rồi trong một cuốn tập dở ra đủ màu hết á. Tại sao phải không? Ghi chép vậy cho nó nổi cộm, nó nổi bật lên màu đỏ, màu xanh rồi để cho mình nhớ, mà rốt cũng nhớ vậy trơn. Là căn lành rất, nhưng mà nếu ai làm một cái điều gì trái ý mình hay là thậm chí tổn thương mình là không bao giờ mình quên người đó. Một lời nói của họ, một cử chỉ của họ không bao giờ quên. Đấy, mình biết là cái căn lành kém cỏi. Lòng không có lòng tin, mình không có lòng tin. Khởi kiến chấp ngã. Chấp ngã là gì? Chấp ngã tức là mình chấp vào mình. Chữ chấp này là mình dính mắc vào cái thân mình. Mà thường thường á, mình chấp ngã rồi thì nó sẽ có một cái của mình, gọi là ngã sở. Thí dụ như mình chấp là tôi và cái của tôi, cho nên là ngã và ngã sở. Cái gì cũng của tôi hết á, nhưng mà thiệt sự không có cái gì của mình hết á. Xe này của tôi, nhưng mà thật sự đi lem giấy tờ ra coi trả hết tiền chưa. Mình là mua chiếc xe 100 ngàn vẫn còn nợ mà, nói của tôi chưa chắc. Mặc dù trên giấy tờ là tên mình đó, nhưng mình có thể mất xe bất cứ lúc nào nếu mình không trả tiền. Và thậm chí có nhiều người mới mua chiếc xe lái có một cái tai nạn, chiếc xe tanh bành hết, nhưng không có cái gì của mình thật sự hết. Nếu mà thí dụ như cái nhà này của mình, cái chùa này của mình thì cái của này nó chỉ tạm thôi. Mình sống là còn của mình đó, mình chết là không có gì của mình nữa hết. Và hồi xưa các ông vua thấy không, sợ ngai vàng bị mất, làm di chúc rồi làm thánh chỉ đồ để trên mấy cái nóc đó. Con cái nó cũng mò xuống nó sửa chữ hết chứ. Đó, không? Đó là mình thấy là ngai và cung vàng điện ngọc, ngai vàng danh vọng, cái gì mình cũng ra là của mình hết. Nhưng mà một khi mình nhắm mắt rồi là không cái gì của mình hết đó. Tam thấu khí tại thiên ban dụng. Khi hơi thở của mình đó, nó nằm ngay cái lỗ mũi mình nè. Đó, hít vô hít ra vậy thôi đó. Khí tại thiên ban dụng mà. Cái hít thở của mình nằm ngay đây nè. Nhưng mà nhất đáng vô thường vạn sự hư. Một buổi sáng mà vô thường nó đến với mình, nghĩa là mình thở ra mà không thở vô á, thì mọi việc coi như là thôi, vạn sự hư, không có gì của mình hết. Gọi là chấp ngã. Rồi kiến chấp về nhân. Bây giờ hồi nãy là mình phải không? Giờ người. Rồi kiến chấp về chúng sanh. Kiến chấp về thọ giả. Thọ giả là gì? Cái thọ mạng của mình. Ai cũng mong là mình sống lâu hết, nhưng mà thật sự ra không phải mình mong là được. Và thậm chí sáng còn tối mất. Cho nên ở trong này nó giống như kinh Kim Cang vậy đó, thấy không? Cái tướng à, thọ giả tướng, chúng sanh tướng, ngã tướng, nhân tướng. Đoạn ngã à, kiến chấp chúng sinh, kiến chấp thọ giả, nuôi dưỡng tà kiến. Tà kiến là gì? Những cái thấy sai lầm, gọi là tà kiến. Ngã, ngã sở kiến. Ngã tức là mình, ngã sở là của mình. Kiến là cái thấy. Cái thấy sai lầm về mình và cái thấy sai lầm về cái của mình.
Đoạn kiến. Đoạn kiến là gì? Tức là cái thấy, cái thấy nó ngắn. Thí dụ có nhiều người quan niệm chết là hết. Đó, cái này là đoạn kiến. Có nhiều người cho rằng chết là hết, cho đời không có đời này đời sau gì hết á. Còn nhưng mà ngược lại, có người không có nhìn đoạn kiến thì là thường kiến. Nghĩa là tôi bây giờ là thông minh, là giàu có, thì mãi mãi tôi sẽ là được sanh ra người thông minh giàu có. Hai cái này đều là hai cái thấy sai lầm. Một là thường, hai là đoạn. Còn cái thấy chín chắn là gì? Tùy theo phước nghiệp của mỗi mình. Thí dụ bây giờ mình giàu mà mình không biết bố thí, mình không biết giúp đỡ, mà mình phung phí cái phước của mình thì sao giàu được. Mình nói ví dụ bây giờ mình nghĩ tôi mãi mãi là giàu, nhưng mà thử bây giờ anh nghĩ vậy đi, rồi anh cứ xài, một mặt anh xài, anh không lo đi làm để mà tích lũy thêm, thì trước sau gì tiền của anh xài nó cũng hết. Thành ra cái đó là mình nghĩ rằng mãi mãi là giàu sao được chuyện đó. Mình nghĩ mình mãi mãi giàu cho nên không chịu đi làm, mà cứ xài riết thì nó hết, thì mình cũng vậy thôi. Cho nên nếu mình nghĩ rằng mình mãi mãi là như vậy, gọi là thường kiến. Rồi thậm chí có nhiều người không tin nhân quả tội phước, quan niệm gì? Chết là hết, là đoạn kiến. Đây là những cái sai lầm. Tất cả các thứ kiến đều nằm trong tà kiến hết. Cho nên trong tà kiến nó cũng có đoạn kiến, nó cũng có thường kiến, nó cũng có ngã kiến, nó cũng có ngã sở kiến. Tại vì cái nhìn nào mà nó không đúng như sự thật. Ví dụ mình nói mình đâu, đất nước gió lửa nó ngũ quẩn nó hợp lên mình mà, chứ mình có gì đâu, phải không? Rồi mình nói cái của mình, gì của mình không? Không có. Chẳng qua là mình có một cái tiền mình mua về, rồi mua về mình cho là của mình, nhưng mình để nó sơ hở cũng bị mất. Vì muốn giúp cho những chúng sinh này và các ngoại đạo phát sinh chính kiến, mau chóng thành tựu vô thượng bồ đề, cho nên Đức Như Lai thị hiện thọ mạng ngắn ngủi. Đại chúng để ý hai chữ thị hiện ha. Như vậy thì biết tại sao Đức Phật Thích Ca sống ngắn ngủi không? Trong này giải thích rồi đó. Tại vì Ngài thị hiện. Thị hiện là gì? Là mình hiển bày cái việc đó. Nói cách khác là mình giả bộ, mình cũng thi hiện cái tướng đó vậy thôi. Bây giờ cái đứa nhỏ đó nó hư quá, nói không nghe, mình trợn mắt nó một cái, mình thi hiện cái tướng hung dữ để nó biết nghe lời mình. Mà thiệt sự ra mình đâu có ghét nó đâu, mình không hề ghét đứa con đó, nó con của mình. Nhưng mà nó hư quá cái mình trợn mắt, mình cầm cái roi, mình thi hiện cái tướng hung dữ. Nhưng mà thật sự là trong phía sau của một cái tướng hung dữ là một trái tim thương yêu. Thành thử ra cái tướng hung dữ là thị hiện. Thị hiện thôi, không có phải thật. Cho nên ông Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ le lưỡi, trợn mắt, lửa phừng mặt, cầm cái cây cờ để mà thống lãnh các loài cô hồn. Tại vì cái giới nó như vậy đó, không thị hiện vậy nó không ngán. Nhưng mà Ngài đó là ai? Đó là Quan Âm Bồ Tát. Cho nên khi cúng thí thực cô hồn á, nếu không có cái tượng Tiêu Diện Đại Sĩ thì người ta thỉnh Ngài Quan Âm ra ta để lên đó, cũng là để biểu tượng. Tại vì Ngài Quan Âm hóa thân thành ông Tiêu Diện để thống lãnh các cái giới cô hồn. Nhưng mà Ngài chỉ là thị hiện cái tướng đó thôi, chứ Ngài là thương yêu mà. Nhưng mà nếu mà Ngài không đứng ra làm vậy để anh hùng bự thiệt tình là mấy đứa nhỏ này nó chết đó. Cho nên phải làm giả bộ tướng vậy đó. Cho nên chỗ nào mình cúng tự nhiên, ủa sao cúng cô hồn mà để Đức Quan Âm vô đó làm chi? Để biểu lộ, biểu tượng. Không có tượng Tiêu Diện thì để tượng Quan Âm. Có nhiều khi ta làm cái tượng Ngài Tiêu Diện á, ta phát họa hình Đức Tiêu Diện, xong ở trên đỉnh đầu ta để Đức Quan Âm. Nhìn vậy mình biết, ta ý ta muốn nói là ông Tiêu này nè là hóa thân của Quan Âm. Hóa thân của Quan Âm. Cũng giống như mình ở trong chùa vậy ha, mình mặc áo tràng, mình trang nghiêm vậy đó. Nhưng mà một lát nữa người ta cần mình leo lên nóc nhà làm gì cái mình thay y phục rồi đó. Không lẽ mặc áo tràng leo lên trển ha. Phải làm gì, phải mặc bộ đồ làm việc vô.
đeo găng tay rồi vô làm cho nó đúng cái bài bản đó. Làm việc gì đeo mặc đúng bài bản đó. Vô trong bếp là phải bịt tóc, đeo khẩu trang, mặc áo nấu bếp lên. Tại vì mình thị hiện tướng trong bếp, người ta nhìn mình, ta biết mình pro. Rồi giờ mình đi ra ngoài, mình làm một, bước lên chánh điện là một Phật tử thì phải tháo cái đó ra, mặc cái áo này lên. Nhưng mà cho dù anh mặc một bộ đồ bếp hay anh mặc cái áo tràng, tất cả cũng là thị hiện thôi. Bản chất vẫn là anh. Chẳng qua là gì? Muốn phụng sự cho Tam Bảo, chỗ nào Tam Bảo cần thì mình có mặt. Còn hình tướng việc làm của mình nó có khác. Nhưng mà chỗ nào cần hiện tướng gì thì mình sẽ hiện tướng đó. Mà tại sao trong Phật giáo là vị Bồ Tát nào mà thường làm cái chuyện đó nhất? Quan Âm. Tại sao? Tại vì Quan Âm là biểu tượng cho từ bi. Mà người có từ bi rồi á thì không có hình tướng nào mà không làm đó. Quý vị thấy mà có bao giờ mình giỡn với cháu không? Nó bò bò dưới đất á, mình cũng bò theo nó đó, rồi mình cũng nói đại nói đớt theo nó đó. Đó là mình hiện cái tướng, tại nó nít mình phải chơi với nó không vậy. Cho nên vì muốn giúp cho những chúng sanh này và các ngoại đạo phát sinh chính kiến, mau chóng thành tựu vô thượng bồ đề, cho nên Đức Thích Ca Như Lai thị hiện thọ mạng ngắn ngủi. Ngài thị hiện ngắn ngủi thôi. Cho nên Đức Phật á, mà ra đời á, cũng là thị hiện, mà Đức Phật có mất cũng là thị hiện thôi. Này thiện nam tử, nhưng Đức Như Lai muốn các chúng sanh thấy Phật Niết Bàn, sinh khởi ý niệm khó gặp Phật xuất hiện thế gian, ý niệm buồn khổ, phải chống thụ trì, đọc tụng thông thạo, giảng nói cho người những kinh giáo mà Như Lai đã dạy, không sinh hủy báng. Bây giờ á, Đức Phật không những á, thị hiện cái tướng sinh, mà Đức Phật còn thị hiện tướng chết nữa. Cho nên trong này nói nè, nhưng Đức Như Lai muốn các chúng sanh thấy Phật Niết Bàn, nghĩa là thấy Phật mất đó. Để làm gì? Để sinh khởi cái ý niệm khó gặp Phật xuất thế gian. Mình phải khởi cái ý niệm là khó gặp Phật lắm. Vì khó gặp Phật rồi ý niệm buồn. Rồi phải làm gì? Phải chống thọ trì, đọc tụng thông thạo, giảng nói cho người những kinh giáo mà Như Lai đã dạy, không sinh hủy báng. Vì thế Như Lai thị hiện thọ mạng ngắn ngủi như thế. Còn nếu chúng sanh thấy Đức Như Lai không vào Niết Bàn thì chẳng cung kính, chẳng có ý niệm khó gặp Phật xuất hiện thế gian, không chịu thụ trì, đọc tụng, thông thạo, giảng nói cho người nghe những kinh điển Như Lai đã dạy, vì mãi gặp Phật thì không khởi tâm cung kính tôn trọng. Mình với ai đâu? Mình với đâu? Ví dụ như nếu mà Phật còn ở đây sức mấy, mình chịu khó mình lên đây mình ngồi mình tu. Ôi Phật đây mà chừng nào gặp mà không được. Cho nên đó là cái tâm của mình đó. Cho nên ví dụ như cái chuyện mà từ hôm Covid tới giờ đó ha, các nơi là bắt đầu có chương trình là họp qua Zoom nè, tu online nè. Cho nên là từ ngày có online, cái là live nó bị ế. Tại ý online mà. Thôi mình ở nhà mình online cũng được. Thành thử ra đó, nó có cái lợi của nó, nhưng mà nó cũng có cái không lợi. Thì người ta sẽ, từ ngày mà có cái vụ Covid là work from home nhiều nè, không, rồi bây giờ mở ra một cái chương trình là đi đâu cũng làm được việc, và thậm chí tu online, tu live không còn bao nhiêu nữa hết. Hồi đó chủ nhật đầy chùa hết, giờ còn lại có phần nữa ta sẽ ở nhà tu online. Đi chùa online đó. Cho nên Đức Phật á, mà còn ở đời á, là mình sẽ khởi cái tâm. Bây giờ Phật mất rồi thì mình sanh tâm vô Phật khó gặp quá, phải ráng tu tập để được gặp Phật. Cho nên có một vị tổ đi đến chỗ Phật Niết Bàn, ngài mới than cái bài kệ: Phật tại thế thời ngã trầm luân,
Kim đắc nhân thân Phật diệt độ. Phật tại thế, Phật tại thế gian thì con đang bị trầm luân trong cõi sanh tử khổ đau. Phật tại thế thời ngã trầm luân. Kim đắc nhân thân Phật diệt độ, hôm nay con được thân người thì Phật đã vắng bóng rồi, Phật đã qua đời, Phật mất rồi. Cho nên rồi mình không biết chừng nào mới được gặp Phật. Bất kiến Như Lai kim sắc thân, không thấy được cái thân sắc vàng của Như Lai. Cho nên mình mới sanh cái tâm ráng tu để được gặp Phật. Mà nếu bây giờ mình mà còn Phật á, thì thôi có chuyện gì mình lên mình gặp Phật cho nó khỏe, khỏi cần phải nghiên cứu làm chi cho nó cực. Phật thị hiện Niết Bàn để cho chúng sanh mình ráng. Ở đây nó giống như trong Kinh Pháp Hoa không? Có cái ông đó, ông làm thầy thuốc á, rồi ông cho thuốc con ông, không đứa nào chịu uống hết á. Tại nó nghĩ ba nó còn ở đây mà lo gì, khi nào bệnh lên ông bắt mạch cho to liền à. Trời, kêu nó uống thuốc hoài, nó uống mà trong khi nó tâm bệnh muốn chết vậy, đứa nào cũng khùng khùng hết á. Đứa kêu nó uống thuốc nó không uống. Một ngày nọ ông đi xa, ông gửi một cái điện tín về, ông nói cha các ngươi đã chết rồi. Trời ơi, các con nó hòa, nó khóc lên, đấm ngực bứt tóc. Bây giờ bắt đầu mới đi lục cái to thuốc ra mà uống. Uống xong rồi đứa nào cũng khỏe mạnh hết trơn rồi, cái là cha nó xuất hiện trở về. Phải không? Mày nhớ không? Trong Kinh Pháp Hoa có cái đoạn đó đó, thì cũng vậy thôi. Của mình cũng vậy. Có nhiều vị nói trời ơi thầy đi hoài, em không đi hoài, em ở đây cũng ăn cả năm em cũng có thấy mấy anh chị đâu. Nhiều khi người dân nước lã gặp em nhiều hơn dân địa phương mà. Cái chuyện đó rất bình thường. Phải chống thọ trì, đọc tụng thông thạo, giảng nói cho người những kinh giáo mà Như Lai đã dạy, không sinh hủy diệt. Còn nếu chúng sanh thấy Đức Như Lai không vào Niết Bàn thì chẳng cung kính, chẳng có ý niệm khó gặp Phật xuất hiện thế gian, không chịu thụ trì, đọc tụng thông thạo, giảng nói cho người nghe những kinh điển Như Lai đã dạy, vì mãi gặp Phật thì không khởi tâm cung kính tôn trọng. Này thiện nam tử, như có người thấy cha mẹ giàu sang, của cải vô số, thì sẽ không có ý nghĩ khó được số tài sản này mà xem là thường, phải không? Nếu mà một người sanh trong một gia đình giàu có, thấy tiền của đầy kho thì coi thường. Các chúng sanh kia cũng lại như vậy, thấy Như Lai không vào Niết Bàn thì sẽ không sinh ý tưởng khó gặp, vì thường thấy vậy. Như có người thấy cha mẹ nghèo khổ, không có tài sản, người ấy đến nhà vương gia quan lớn, thấy những kho tàng chứa đầy trân bảo, liền sinh ý tưởng cho là khó được. Bây giờ người ấy tìm mọi phương cách, siêng năng cần mẫn, tìm cầu cho được của cải như thế, hầu thoát đói nghèo, cuộc sống an vui. Đó, cái người mà thấy của cải của cha mẹ quá thì bắt đầu đâu có chịu cầu tiến. Nhưng mà người nào mà đi đến nghèo quá, nhưng mà thấy người khác sau người ta giàu có thì phải sao? Phải vươn lên, phải cố gắng. Các chúng sanh kia cũng lại như vậy, nếu thấy Như Lai vào Niết Bàn rồi sẽ sinh ý tưởng cho là khó gặp, cho đến buồn khổ mà suy nghĩ rằng trải vô lượng kiếp Như Lai mới hiện ở thế gian này. Như hoa ưu đàm đúng lúc mới hiện, áo não thử thân đa nghiệp chướng đó. Mình phải thấy rằng là mình nhiều nghiệp chướng quá, không được gặp Phật, cho nên cố gắng mình tu. Cũng giống như mình nghĩ rằng Đức Phật như là ở thế gian như là hoa ưu đàm vậy đó. Hoa ưu đàm là một loài hoa mà 3.000 năm mới nở một lần, mà hễ mà hoa này mà nở là thánh nhân xuất hiện. Cho nên người tiếng Hoa dịch cái chữ U Đàm, tại vì chữ U Đàm này là tiếng Phạn, nếu mà đọc cho đúng chữ là U Đàm Đa Ra, dịch nghĩa là gì?
dịch nghĩa là thụy ứng hoa. Chữ U Đàm dịch là thụy ứng hoa. Chữ thụy là điềm lành, ứng là ứng hiện, hoa ứng hiện điềm lành, gọi là thụy ứng hoa. Hoa này mà xuất hiện á, nó nở, hoa này nó nở á, thì nói lên trên thế gian này sẽ có một bậc thánh xuất hiện. Mình trải vô Như Lai mới hiện thế gian như hoa U Đàm, đúng lúc mới hiện. Các chúng sinh kia đã sinh ý niệm khó gặp Như Lai, nên khi gặp Như Lai tâm liền kính tin, nghe thuyết chánh pháp liền cho thật ngữ. Các chúng sanh kia đã sinh ý niệm khó gặp Như Lai, nên khi gặp được tâm liền kính tin, nghe thuyết chánh pháp liền cho thật ngữ. Tức là khi mình khó gặp lắm, mà khi gặp được thì mình tin vào lời của Phật dạy. Thọ trì tất cả mà không hủy bán, tiếp nhận những lời đó mà không có hủy bán. Vì nhân duyên ấy cho nên Thế Tôn không thể trụ lâu mà chống niết bàn. Quý vị để ý chữ nhân duyên ha. Có cái nhân duyên như vậy, có cái lý do như vậy, cho nên đó là lý do tại sao Phật niết bàn chỉ sống 80 năm thôi. Để làm chi? Để mình có chuyện mình nói chứ. Cho nên lúc mà người ta đi cúng linh đó, ta hay nói câu đó đó: Thế Tôn còn sông lâm thị tịch, Đạt Ma Tôn giả quẩy dép về Tây. Cái bài đó ta hay đọc cho người mất nghe lắm, để khai thị mà. Từng nghe, từng nghe là tôi từng nghe ta nói vậy đó: giác tánh viên minh xưa nay vắng lặng. Cái tánh giác của mình đó, xưa nay nó yên lặng như vậy đó, nó không có ngã nhân huyển tướng, nó không có cái tướng đó thì làm gì có cái sanh diệt giả danh. Nhưng mà tại vì nhân tối sơ một niệm sai lầm, theo vọng tưởng có nay sanh diệt. Nếu mà mình sống được với cái bản thể, thấy được cái tướng, nghĩa là sanh diệt bình thường của thế gian, chứ không có gì bình khổ hết á. Nhưng mà tại mình chạy theo, mình chấp cái nào còn hoạt động cho là sống, cái nào ngưng cho là chết. Mẹ sống thì mình vui, chết thì mình buồn. Nhưng mà mình đó, chúng sanh mình nó mâu thuẫn là có những cái sanh diệt mà mình muốn. Thí dụ như mình khổ quá, mình muốn mình hết khổ, mình muốn mình hết khổ được vui. Nhưng mà khi mình được vui thì muốn vui hoài, không hết. Cho nên mình không biết, mình muốn đường, nhưng mà cái nghĩa là cái gì nó vui, nó lợi cho mình là muốn nó mãi mãi, nó còn hoài. Còn cái gì mà nó không muốn, nó không thích thì mình muốn nó cho rồi. Nhưng mà thật sự cuộc đời này nó bình đẳng lắm, với vô thường nó bình đẳng lắm. Đẹp nó cũng bình đẳng như thế, xấu nó cũng bình đẳng như thế. Thí dụ như người đẹp cũng phải già, người xấu cũng phải già, người thông minh cũng phải già chết, người kém thông minh cũng phải già chết. Tại vì vô thường thì nó phải bình đẳng chứ, nó đâu có chừa ái. Cho nên giác tánh viên minh xưa nay vắng lặng, vốn không ngã nhân huyển tướng, nào có sanh diệt giả danh. Nhân tối sơ một niệm sai lầm, theo vọng tưởng có nay sanh diệt. Tuy nhiên diệt nào có diệt, Đạt Ma Tôn giả quẩy dép về Tây. Thị hiển thôi, sanh mà không sanh, Thích Ca Thế Tôn song lâm nhập diệt. Đức Phật ngày xưa cũng ở nhập diệt ở cái chỗ cây Sa La sông Thọ đó. Đạt Ma Tôn giả cũng vẫy vẫy dép về Tây. Nếu không một phen thấu triệt, nếu mình không thấu được cái lẽ này đó, thì khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi. Nên người trời còn có luân hồi, huống phàm thứ há không sanh tử. Người trời mà còn có luân hồi thì cái kẻ phàm phu như mình thì làm gì thoát được cái chuyện sanh tử, tử sanh. Lời khai thị cho người mất. Nhân tối sơ một niệm sai lầm. Thí dụ như mình nhìn cái cây mà nó lá vàng, chạy ra chụp hình, ố
nhờ nó có lá vàng mình mới có mùa thu mình chụp hình chứ. Rồi nó vàng xong rồi đúng thời tiết nó rụng. Cho nên tất cả đều do nhân duyên và thời tiết. Nếu như mà trời ấm thì cũng giọt mưa đó, giọt nước đó nó rơi xuống, nhưng mình gọi nó là mưa. Nhưng nó, nếu ở cái thời tiết lạnh thì giọt nước nó vẫn rơi xuống, nhưng nó ở một cái trạng thái đông đá, chúng ta gọi là tuyết. Nhưng mà thủy chung nó là giọt nước ở trên trời, từ cái đám mây nó rơi xuống. Nhưng mà nó đụng cái khí lạnh thì nó là tuyết, nó đụng khí ấm thì nó là mưa. Và khi nó giọt nước thì chúng ta gọi là mưa, mà nó rơi xuống thành một cái loại đông đá chúng ta gọi là tuyết. Giống như nước mình cầm và kêu là nước, nhưng mà hễ mà đưa vô cái đông đá nó đem ra thì kêu là nước, như vậy nước đá. Vậy thì nước đá bản chất của nó vẫn là nước. Nó bọt bọt lên mình kêu là bọt, nhưng mà bản chất nó vẫn là nước. Nó nhồi một cơn lên mà chúng ta gọi là sóng, nhưng mà nó vẫn là nước. Cho nên là sóng là bọt thì nó vẫn là nước thôi. Các chúng sanh đã sinh ý niệm khó gặp Như Lai, nên khi gặp được tâm liền kính tinh, nghe chánh pháp liền cho thật ngữ, trụ thụ trì tất cả mà không hủy bán. Vì nhân duyên ấy nên Đức Thế Tôn không thể trụ lâu mà chống niết bàn, và không có trụ lâu. Các Đức Như Lai dùng các phương tiện khéo léo như thế để giúp chúng sanh thành tựu Bồ Đề. Các vị Như Lai á, dùng các cái phương tiện để khai thị cho chúng sanh, để cho mình thành tựu được trọn vẹn cái chỗ giác ngộ của mình. Bốn Phật nói xong bỗng nhiên biến mất. Làm xong nhiệm vụ rồi, nói chân đế cho người đó nghe rồi. Pháp Hòa có soạn cái nghi thức đi cầu siêu á. Thay vì mình tụng kinh A Di Đà, mình tụng kinh Vô Thường. Kinh Vô Thường ngắn lắm, không mấy câu à. Nhưng mà không phải mình làm biếng mình tụng ngắn nữa, nhưng mà tại cái ý nghĩa của nó ngắn gọn, nhưng mà nó đi thẳng vào cái vấn đề. Chúng sanh có ba việc không thích: không như lòng, không muốn nghe, không muốn nói tới. Không muốn nghe người ta nhắc nha, không muốn nói tới nha, không muốn nghĩ tới nha. Mà nghĩ tới là không như lòng, không như ý nha. Ba đó là gì? Đó là già, bệnh, chết. Vì ba việc này cho nên Như Lai mới xuất hiện ở đời này, để nói lên sự thật của ba cái này. Và cái con đường để vượt đi cái khổ của già, bệnh, chết. Cách đây mấy ngày mình có một cái đám tang. Thì cái em này năm nay nó 20 mấy tuổi thôi. Thì mấy tháng trước là mất mẹ. Rồi tuần này mất cha. Hồi trưa Pháp Hòa mới đi đám ông cụ đó. Thì ông bà mẹ đó thì bệnh thời gian, rồi ông cụ thì cũng bình thường, đi chợ làm sao té chết. Thì cái thằng nhỏ này á, nói nhỏ chứ nó 20 mấy tuổi rồi, nó bị stress, nó bị trầm cảm nặng lắm. Thì cái ngày Pháp Hòa từ ở Mỹ về đó, thì gia đình có hẹn lên gặp, Pháp Hòa có gặp em. Thì trong khi nói chuyện thì nó mới hỏi Pháp Hòa: trong Phật giáo có dạy cho con người một cái cách tu nào để mình đừng có bị cái sống chết không? Ý nó hỏi là giống như chấm dứt luân hồi sanh tử đó, nói đơn giản là vậy đó.
Nhưng mà bây giờ một cái đứa mà nó chưa hiểu gì hết, nói sao nó hiểu? Nhưng mà Pháp Hòa không nói không, mà nói có. Du muốn biết là Du phải tới đây mỗi tuần, rồi chúng tôi sẽ dạy cho Du ngồi thiền. Ý Pháp Hòa là muốn dạy cho nó định tâm. Sau khi một thời gian tâm nó tịnh, nó lắng, thì nó thấy rõ được cái bản chất của cuộc đời. Thì cái chữ chấm dứt của nhà Phật muốn nói không có nghĩa là mình nhảy giọt đi đâu, mà chữ chấm dứt là mình chấm dứt cái sự khổ đau của cái sanh già bệnh chết mà vướng mắc hệ lụy đó. Nhưng mà bây giờ mình nói dài dòng chi? Nó có. Muốn thì lên đây mọi thứ sao. Nhưng mà nó đã dự trù là nó muốn chết rồi. Nó muốn, nghĩa là nó thấy cuộc đời này nó chán, nó muốn chấm dứt. Nó về, Pháp Hòa mới kêu nó lại ngồi gần, ngồi sát bên. Pháp Hòa mới nắm tay nó một chút, giống như là mình truyền cái tình thương. Và Pháp Hòa nói, con phải, dù phải hứa với tôi, dù bất cứ việc gì cũng không có được nghĩ bậy. Cha mẹ của Du không còn, nhưng mà cha mẹ đang ở trong Du. Tại vì khi mà mẹ nó mất á, thì ông cha có nói cho Hòa nghe là mấy năm nay rồi nó không đi làm, đi học gì hết trơn. Nó cứ sống thả trôi cuộc đời vậy đó. Cho nên Hòa nói bây giờ Du phải sống một cuộc sống cho nó lành mạnh. Nếu mà mình thương ba là gì, nó cũng có cái khổ là gì. Em nó mấy tháng trước gây gổ với ông già, rồi mấy tháng nay không có nói chuyện, đùng cái ông già chết đi. Cho nên nó có một cái gì nó rai rứt, nó hối hận. Cho nên Pháp Hòa mới nói cái cuộc sống á, nó sẽ có nhiều cái việc nó xảy đến với trong mình lắm, mà không bao giờ mình biết trước chuyện gì hết á. Nhưng mà nếu mình không phải là một cái người đủ cái định lực, đủ cái trí tuệ để mình quán soi và chấp nhận, tiếp nhận và chuyển hóa đó, thì cái nào nó cũng đủ nhấn mình chìm hết á. Và trong cuộc đời này, nếu mà nói về cái mất á, nhiều người người ta khổ vì mất tiền, mất của. Có nhiều người mất tình yêu đau khổ và rên thét lên. Pháp Hòa mới nói cuộc đời này mình không phải chỉ khóc cho một việc đó. Nếu mà nói khóc thì còn nhiều cái để khóc lắm. Thì riêng cái em này thì qua nói vậy đó. Thì sáng đi đưa đám ông già xong, nó mới tới Pháp Hòa, nó nói nó sẽ tranh thủ nó đi ngày thứ sáu. Rồi Pháp Hòa gặp bà con của nó, bên cậu bên dì rồi đó, bà con mấy đứa trẻ cỡ cỡ mấy, một đám đông đó. Pháp Hòa tới chia sẻ và nhắc nhở mấy anh em bà con đó, chú bác, anh em chú bác, anh em cô cậu. Pháp Hòa nói các vị ráng tranh thủ mỗi chủ nhật đi lễ chùa, yểm trợ cho cái người bà con của mình, tại nó có mình à. Mà bây giờ chết cha, chết mất cha mất mẹ hết rồi, cho nên cái nỗi cô đơn, cái sự hối hận, nhìn lên thì cha mẹ không còn, nhìn xuống thì người thân không có, nhìn lại bản thân thì chưa được gì hết, đau xót lắm, trống vắng lắm. Cho nên Pháp Hòa hiểu được cái tâm trạng của nó. Và Pháp Hòa ngày hôm bữa nó lên nó gặp, biểu anh ngồi lại gần để mình nhắc nhở. Và thường thường á, mấy em như vậy á, thì Pháp Hòa hay nói với các thầy, thầy phiền nhau phụ cho Pháp Hòa nói chuyện với mấy em, để mà mình khơi dậy cái tích cực ở trong lòng của chúng em. Mà muốn làm cái công việc đó đó, trước hết là phải có tình thương, phải có tâm từ bi. Thứ hai là phải có sự nhẫn nại, tại vì không phải nói một lần mà nó nghe mình đâu. Mà có sự nhẫn nại rất lớn, mà ngay cả người thân á,
thật sự các vị có mang mấy em nó lên mấy thầy, mấy thầy cũng chỉ đâu có thời gian hết, mà nó đâu có ở chung với mình mà tất cả như vậy. Vậy thì ai là cái người mà gần gũi các em, mà giúp đỡ em, người thân của các em, chính cha mẹ người thân của các em phải tích cực trong cái việc hỗ trợ và vực dậy mấy em, chứ không có giao phó hết cho tôi dẫn lên. Ngày hôm qua có một ông nha sĩ người Tây Phương đó. Ông có một người con trai duy nhất, mấy người kia thì con gái, người con duy nhất. Mà từ một cái đứa vui vẻ hoạt bát trở thành là một đứa quậu quọ bỏ học, và bây giờ là rất là nóng nảy, bất cứ chuyện gì cũng có thể đập đổ được hết. Thì ông có mấy người Việt Nam làm cho ông đó, mà giới thiệu lên đây. Ngày hôm qua ông mới lên, ông gặp Pháp Hòa, ông mới kể cái chuyện đứa con vậy đó. Thì ông mới nói là ông muốn dẫn lên đây. Hôm qua ông nói là ông lên đây nó đòi đi theo. Pháp Hòa nói đó là một triệu chứng tốt rồi đó. Có nhiều đứa nó đâu có chịu theo, nó không có chịu nói ra hết. Và Pháp Hòa nói với ông là nhất định nó phải có một cái vấn đề gì đó, nhưng mà tại vì mình chưa phải là đối tượng để nó trút thôi. Thì hy vọng nó tìm được một cái người nào đó để cho nó trút ra được thì nó sẽ đỡ đi. Nhưng mà cái quan trọng là thường là những đứa như vậy, có nhiều đứa nó từ chối, nó muốn gặp ai hết. Còn cái đứa mà nó chịu gặp một người nào đó để nói chuyện là mình biết rằng đó là một cái triệu chứng tốt. Nghĩa là nó dẫn mình hy vọng là mình có thể làm được gì đó. Cho nên á, bây giờ mà ở trong cái xã hội bây giờ mà muốn làm cái việc này thì thôi, nhân sự cần dữ lắm. Mà muốn như vậy thì chính một cái nhân sự đó phải tu, phải có khả năng, tại không là bị những cái năng lượng tiêu cực của người đó sẽ làm cho mình chìm liễm luôn. Cho nên những ông mà psychologist đó, sở dĩ mà không làm được gì đó là tại vì mấy ổng chỉ đi học thôi, rồi lấy cái kiến thức, lấy cái học hành của mình ở trong trường á ra nói chuyện với mấy đứa nhỏ tuổi trẻ vậy thôi, chứ đâu có nội công tu tập. Thành thử mấy ông làm hồi là mấy ông cũng tiêu luôn. Và có những ông á hồi trước cũng đã từng sống như vậy, cho nên nghe mấy đứa nhỏ kể lại là hình ảnh mấy ông sống vậy hết. Nhiều ông lên gặp Pháp Hoài vậy đó, nói là sở dĩ tôi không thoát được là tại vì cái đứa nhỏ đó lên nó nói là đó là hoàn cảnh của tôi. Rồi cuối cùng mấy ông phải lên đây để mình hướng dẫn cho cách ngồi thiền, thực tập ngồi thiền quán. Cho nên thiền không có tu gì hết, thiền là một cái phương pháp để điều chỉnh thân tâm của mình, nhưng mà phải biết cách. Cho hàng ngày phải tập tĩnh tâm. Sở dĩ mà mình cái tâm mình nó bồng bột, nó vụt chạc là tại mình thiếu cái sự định tĩnh. Và khi mình đủ cái sự định tĩnh rồi á, thì tất cả mình sẽ giải quyết hết, nhưng mà nó sẽ tuần tự. Và thậm chí mình có giận cái gì đi nữa, nhưng mình cũng giữ được cái tư cách của mình, không để cho cái nóng giận nó làm mất đi cái tư cách của mình ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Chứ ai mà không giận? Nhưng mà cái người mà giận mà có cái tu tập á, thì họ dừng lại kịp và không để cho cái giận đó chi phối, lôi kéo để mình trở thành ra một người hơi lố trong cái chuyện bày tỏ cái giận tức của mình. Cho nên vì nhân duyên ấy, cho nên Thế Tôn không thể trụ lâu mà chống Niết Bàn. Các Đức Như Lai dùng các phương tiện khéo léo như thế để giúp chúng sanh thành tựu Bồ Đề. Bốn Đức Phật nói xong bỗng nhiên biến mất. Tại vì cái đó là cái sự mà biến mất là gì? Tức là giải tỏa được, giải tỏa rồi. Thì bây giờ cái người, cái Diệu Tràng Bồ Tát đã thấm hiểu cái chỗ đó rồi, thì một vị Bồ, các Đức Phật, cái Bồ Tát làm xong cái nhiệm vụ của mình.
Cho nên mình đọc trong truyện, mấy cái chuyện, mấy cái chuyện cổ tích cũng vậy á. Cái người đó họ khổ, cái có ông tiên là nó xuất hiện, xuất hiện giúp người đó, xong cái ông tiên biến mất. Đâu phải Phật Bồ Tát biến mà tiên cũng biến nữa. Để biểu lộ là cái gì? Các vị, các cái vị mà tạm mình gọi là thánh đó, các người xuất hiện để giúp, xong rồi đi, không có bị những cái ràng buộc, không có những cái ràng buộc và cái cầu mong cái sự báo đáp. Thôi mình tới đây thôi, rồi tuần sau mình học tiếp. Tại đọc đoạn nữa cái nó bắt qua chuyện khác. Thì đại chúng nhớ ha, cái đoạn này cũng không có gì khó hiểu. Trong đoạn từ cái khúc đầu cho đến khúc này chỉ nói lên một việc thôi. Nếu nói đúng ra là cái tuổi thọ của Phật là vô lượng. Tại vì đây là nói về tuổi thọ của Pháp Thân, của trí tuệ. Còn chư Phật hay là các vị trong cõi đời này thị hiện đến đi. Chẳng hạn như mình thấy có nhiều người ta tốt, sao người ta chết sớm. Rồi mình nói cuộc đời này không có công bằng, không có gì không công bằng hết. Tất cả đều là thị hiện nếu mình nhìn bằng cặp mắt, để cho chúng ta ý thức. Đừng có lầm là mình sẽ sống hoài không có chết. Và tất cả chúng ta đều phải đi đến cái con đường. Cho nên tất cả những gì Phật có làm trong cuộc đời này đều là thị hiện đó. Cho nên mình mới có một cái giáo lý gọi là bát tướng thành đạo đó. Một vị Phật thành đạo có 8 cái tướng trạng: nhập thai, thọ thai, đản sanh, rồi xuất gia, rồi tu hành, rồi thành đạo, rồi thuyết pháp, rồi niết bàn. Gọi là bát tướng thành đạo. 8 cái tướng trạng để thành tựu một đức Phật. Thì chúng sanh mình cũng đủ 8 cái tướng trạng như vậy để thành tựu đời đời người cho mình. Mình cũng sanh ra, nhưng mà thử hỏi giữa mình với một vị Phật thì như thế nào? Thật ra là để cho chúng ta đừng có nghĩ rằng Phật làm được mình làm được, không phải. Nhưng mà để biết rằng Phật làm được mình cũng làm được. Cũng giống như trong cuộc đời này, tại sao chúng ta cũng đồng là một cái ăn, nhưng mà mình ăn xong rồi mình đi phá làng phá xóm, còn người khác thì ăn xong thì người ta làm cái việc là lợi ích cho đời người, thì mình thấy là cũng cùng một cái ăn, cùng một cách sống, cùng trong một cái gia đình, cha mẹ dạy chung. Nhưng mà tại sao mình sống dở, người kia sống hay? Tại mình thiếu cái tư duy, cái quán chiếu, và mình không có chịu chuyển nghiệp. Cái chỗ này, cái phẩm đoạn này là nhắc nhở. Và chúng ta nhớ rằng tất cả Đức Phật nếu mà không có Niết Bàn thì mình sẽ ỷ lại. Nhờ Phật Niết Bàn cho nên mình không có tâm ỷ lại và phải cố gắng tu tập. Thì ý của đoạn này nó vậy thôi. Chúng ta nghĩ tuần sau mình học tiếp. Chúc đại chúng an lạc. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.